chưa? Dạ, ngày hôm nay chúng ta có cái buổi học ôn bài, tức là dành cho các vị đi học học viên, mà chúng ta có cái câu hỏi trong cái bài học á. Bởi vì rất mong là các vị có thể nắm được những cái phần mà chúng ta đã học. Và trong khi mà tôi trình bày đó thì có một số là giản lược để trình bày sau. Tuy nhiên vẫn có những cái phần do trong khi đang nói đó thì nó có liên quan ý này ý nọ, mà thành ra thiếu sót. Cho nên là những cái phần nào mà tôi thiếu sót đó thì nếu mà các vị nào có cái thắc mắc đó thì các vị cứ hỏi, và tôi sẽ cố gắng chia sẻ tất cả những cái gì mà tôi biết được trong những cái phần tôi trình bày thì tôi sẽ trả lời cho các vị. Chào mời các vị. Dạ, xin mời đạo hữu Minh Lan lên đặt câu hỏi với sư ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhung ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Con xin có một số câu hỏi mong sư giải đáp cho con ạ. Dạ, dạ. Câu hỏi thứ nhất của con là các cái hình mà lộ tâm nhỏ và rất nhỏ ấy sư, có rất nhiều các cái sát na tâm màu sinh động, mà sư nói là màu sinh động là tâm khách quan ấy sư. Thì con đang không hiểu, tại vì những cái sát na tâm màu sinh động đấy nó lại là ví dụ như là hữu phần rất dòng hoặc là cái gì đó, nó không, con chưa hiểu vì sao nó lại thuộc về cái tâm khách quan ấy ạ. Thưa cô, là trong những cái trong cái cảnh mà cái cảnh rất nhỏ đó thì không có cái tâm khách quan, tức là những cái dòng tâm thức nào mà còn hữu phần thì dòng tâm thức nào mà chỉ có hữu phần thôi đó, thì cái dòng cái tâm thức đó đó là không có cái tâm khách quan, chỉ có điều là cái tâm chủ quan là nó bị dao động khi có cái cảnh tác động thôi, chứ nó không có cái tâm khách quan của tức là con nói là cái lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ ấy sư, ví dụ như là lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ trường hợp 1 thì cái màu xanh đậm nó bắt đầu từ hữu phần rứt dòng, sau mới là tâm thức, sau mới là khai ngũ môn, sau đó là ngũ tâm thức. Cả mấy cái đó đều là màu xanh đậm ấy sư, bao gồm cả hữu phần rất dòng ấy sư. Dạ, hữu phần rất dòng á thì vẫn còn là hữu phần, chẳng qua là cái đó là cái hữu phần cuối cùng cho nên gọi là hữu phần rất dòng. Còn từ kể cái tâm mà khách quan á thì kể từ cái tâm là khai ngũ môn cho đến đoán định thì đó là những cái tâm khách quan. Và những cái tâm khách quan này đó là do vì cái cảnh nó quá mờ nhạt, cho nên là khi mà đến cái sát na đoán định á, thì nó cố gắng là nó xác định cái cảnh đó cảnh gì, nhưng mà nó cũng không có xác định được, dù là nó cái chức năng của cái tâm đó là làm việc xác định. Do vậy khi mà nó không có đủ để xác định cái cảnh gì đó thì khi đó nó không có điều kiện để cho cái tâm động lực sanh lên. Thì ở đây mình cứ tạm hiểu rằng là nó giống như khi mà mình đang ở trong phòng và mình có cảm giác rằng là nó có cái chuyện gì ở bên ngoài, nhưng mà khi mà mình ra ngoài rồi đó, thì nó cũng không có cái nó không có cái chuyện gì mà để mà mình có thể xác định rằng là nó có một cái sự cố ở trong gia đình. Thì khi đó nó là do vì khi mình ra ngoài mình thấy nó không có cái vấn đề gì hết, cho nên là mình trả lại cái công việc đang làm, chẳng hạn giống như là đang ngủ hay đang làm việc chi đó, chứ mình không có thể ra được cái quyết định gì, tại vì khi đó nó là cái cảnh nó quá mờ nhạt và mình không có biết. Thì cái này cô cứ tạm hiểu rằng là cái dòng tâm thức của mình á, nó khi đó nó bị dao động,
và nó dao động đến mức độ mà nó có cái tâm khách quan sanh lên. Tức là nó dao động như là mình ở trong phòng và cái dao động nó đủ á, để mình ra khỏi căn phòng đó. Tuy vậy khi mà mình ra khỏi căn phòng rồi đó thì mình cũng không có tìm thấy cái gì. Thì cái ví dụ đó nó tạm hiểu giống như là khi mà cái cảnh đến với tâm, nhưng mà cái cảnh đó là một cái cảnh nhỏ. Và tâm đó, cái dòng tâm thức đó, nó chỉ đủ để ghi nhận được rằng là có cái cảnh tác động vào, nhưng mà lại là không xác định được đó là cảnh gì. Chính cái điều đó đó mà cái tâm động lực, tức là những cái tâm xử lý cái hoàn cảnh đó, xử lý cái cảnh tiếp nhận đó, thì không có điều kiện sanh khởi. Dạ, con cảm ơn sư, con thưa sư. Dạ. Và ý của con là ví dụ như cái lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ trường hợp 1 thì cái màu xanh đậm nó bắt đầu từ hữu phần dứt dòng, còn trường hợp 3 chẳng hạn thì cái màu xanh đậm nó bắt đầu từ hữu phần rúng động rồi đến hữu phần dứt dòng, cũng đều là màu xanh đậm biết chứ. Con cái đó hiểu rồi, nhưng mà cô hiểu rằng là cái khi mà phân ra 4 cái trường hợp là cái cường độ của cái cảnh nó mạnh hay yếu ấy, thì khái quát là 4 cái trường hợp. Còn trong thực tế đó, thì chúng ta thấy có tất cả là 15 trường hợp. Như vậy thì khi mà mình nói đến cái trường hợp nào đó, như là cái trường hợp nhỏ hay là rất là nhỏ, thì thật ra ở trong cái nhỏ đó thì nó là đã có cái 6 cái trường hợp. Rồi rất là nhỏ cũng có 6 cái trường hợp. Thì những cái trường hợp nào mà cái cảnh mà nó càng yếu chừng nào đó thì nó đòi hỏi là cái thời gian cái tâm hữu phần á, nó tiếp nhận cảnh nó lâu hơn. Tạm ví dụ giống như là cái cảnh nào mà mình nhìn không thấy rõ nó thì mình phải chuyên chú hơn, mình phải tập trung cái thị lực hơn. Chính cái điều đó đó mà là cái thời gian hữu phần á, là dài hơn. Thì tuy rằng là cùng là một cái cảnh nhỏ, nhưng mà trong cái cảnh nhỏ đó thì nó vẫn có những cái cường độ khác nhau giữa các cái cảnh nhỏ. Và các vị học là chỉ thấy rằng là cái cảnh nào mà cái hữu phần vừa qua nó càng nhiều chừng nào đó thì khi đó là cái cảnh nó càng yếu chừng đó. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Sư cho con hỏi tiếp ạ. Dạ. Con thưa sư là bữa trước ạ, sư có giảng là khi mà ví dụ như khi ta biết được tâm sân thì đang sân, thì khi đó tâm sân đã thuộc về cảnh quá khứ từ rất là nhiều tâm sân rồi ạ. Dạ, thì nên là để vị đó làm sao mà giữ cho tâm sân không sanh khởi ấy, thì vị đó chỉ có cách là giữ tâm sân trước khi mới sanh, tức là vị đó luôn luôn có đề phòng. Tức là vị này hiểu rằng cái tâm của ta khi gặp cảnh như vậy nó sẽ tan thôi. Do đó là bằng chánh niệm và bằng sự khéo tác ý thì vị đó luôn thận trọng không để cho tâm sân cho sanh sẽ sanh. Thì con hiểu này có đúng không sư? Tức là mình tu tập bằng cách là bởi vì mình luôn 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 tu tập chánh niệm ấy ạ. Cho nên là cái tâm của mình, cái chánh niệm nó rất là mạnh. Thế nên khi mà gặp cái đối tượng đáng lẽ ra bình thường mình gặp một phát là mình rất là sân, thì vì cái chánh niệm của mình lúc đấy nó mạnh, vì mình đã tu một thời gian dài, chánh niệm mạnh rồi, cho nên khi mình gặp cái đối tượng ấy thì cái tâm của mình do cái chánh niệm mạnh ấy, cho nên nó sẽ không giúp cho mình đi theo cái lối mòn cũ của thói quen cũ nữa, đúng không ạ? Dạ phải, cô để chính xác là như vậy. Dạ dạ, con cảm ơn sư. Dạ cho con hỏi câu nữa ạ. Dạ. Vì sao mà trong cõi vô sắc lại không có người sơ đạo? Con chưa hiểu cái lý do ấy ạ. Dạ, do vì cái cõi vô sắc á, là cái cõi đó không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng mà cụ thể là không có mắt và tai. Cho nên vì không có mắt, tai đó, cho nên vị đó không có thể học hỏi được từ người khác bất cứ cái điều gì hết. Mà vị đó chỉ có khả năng tu tập tự thân. Tức là khả năng hiểu biết của vị đó như thế nào thì vị đó tu tập như vậy, chứ không có thể học hỏi từ người khác. Bởi vì giống như là cái cõi, ví dụ giống như là cái cõi nhân loại của chúng ta là có vô số điều mình học được á, là từ người khác, chứ tự thân mình á, thì mình không có hiểu được.
Ví dụ giống như là nếu không có những nhà khoa học đó, thì mình không có hiểu cái công thức về toán toán lý hóa vân vân, và có và nhờ những vị đó đó mà mình học mình hiểu được, chứ tự thân mình không có thể suy nghĩ ra. Thì ở trên cái cõi cuộc đời vô sắc, vì do các vị đó không có những cái không có ngũ quan, và cụ thể là có những cái ngũ quan mà dễ dàng để tiếp nhận cái sự học hỏi từ người khác đó, đó là nhãn nhĩ. Thì do vì ở trên cái cõi trời vô sắc không có hai cái nhĩ quan, không có hai cái giác quan này, do cho nên là nếu mà một chúng sinh sanh về trên cõi trời vô sắc mà là phàm phu thì hoàn toàn không có khả năng tự mình giác ngộ, bởi vì một chúng sinh bình thường chỉ có thể tự mình giác ngộ là hai người, hay chỉ hai hạng người có khả năng tự mình giác ngộ, đó là Đức Phật Toàn Giác và Đức Phật Độc Giác. Và Đức Phật Toàn Giác và Đức Phật Độc Giác thì các vị đó không có ra đời ở cái cõi vô sắc. Do đó cái cõi vô sắc đó, nếu có thánh nhân thì chỉ hạng Thinh Văn, tức là cái hạng mà có khả năng học hỏi từ người khác chứ không có thể tự mình tìm ra chân lý. Cho nên vì cái cõi trời vô sắc đó, hạn chế về phương diện các cái giác quan tiếp xúc bên ngoài, cụ thể đó là mình có thể mình học hỏi được từ người khác. Do vậy đó là nếu mà một chúng sinh là phàm thì không có thể tự mình tu để trở thành thánh nhân, bởi vì giống như tôi vừa nói là hạng thánh nhân mà tự mình có thể giác ngộ được thì chỉ có hai hạng là Độc Giác và Toàn Giác, thì hai hạng đó không có cõi vô sắc. Còn cái hạng Tinh Văn á, là phải học từ người khác á, thì cõi trời vô sắc không có thể học được. Cho nên cõi trời vô sắc á, chỉ có từ sơ quả cho đến tứ quả, không có sơ đạo. Dạ con cảm ơn sư. Thế nhưng mà nếu như có một vị mà đã có cái sát na sơ đạo rồi thì chắc chắn sau đó một sát na vị ấy sẽ chính là sát na sơ quả. Vậy dạ, thì đúng. nếu vị ấy ở cõi khác không phải là ở cõi vô sắc thì dạ. Con hiểu là ở cõi vô sắc thì như vậy, nhưng mà nếu như ở một cõi khác thì tức là khi vị ấy sơ đạo thì khi vị ấy, sau đó vị ấy đã sơ quả rồi. Vậy có dạ. nghĩa là nếu như về mặt thực tế thì phải nói là ở trong cõi vô sắc là không có những bậc từ nhị đạo trở lên chứ ạ? Dạ sơ quả chứ không phải là nhị đạo, tại vì một người ở chứng được nhị quả ở các cái cõi khác sanh về vô sắc đó, thì vị đó nếu mà không có tu tập cao hơn thì vị đó vẫn nhị, em vẫn sơ quả của. Con chưa hiểu, tại vì ví dụ như là có một vị là ở cõi người đi, một vị ở cõi người mà tu tập mà được khi mà vị ấy trở thành vị thánh sơ đạo thì vị ấy tức là khi mà vị ấy trở thành vị thánh sơ đạo thì ngay sau đó một sát na vị ấy đã trở thành vị thánh sơ quả rồi. Dạ đúng. Cho nên nếu xét về mặt mặt thực tế thì nếu nói là cõi vô sắc thì phải là chỉ có 6 hạng thánh nhân từ nhị 5 hạng thánh nhân từ nhị quả trở lên chứ ạ? À, dạ từ... không. Tại sao vậy bây cô? Tại vì cô suy nghĩ như thế này. Một vị mà chứng sơ quả thì tức là vị đó đang là người sơ quả đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi vị đó mệnh chung vị đó sanh về cái cõi trời vô sắc, nếu vị đó chứng thêm cái thân thì vô sắc. Dạ. Con hiểu. Bây giờ dạ. con mới hiểu. Dạ. Dạ. Con cảm ơn sư cho con hỏi tiếp ạ. Dạ. Giữa người đạo và người quả thì mức độ giác ngộ có nhắc khác nhau không ạ? Dạ không khác nhau. Chẳng qua đó là phân chia thêm theo hai hạng người đó là do vì hai cái giai đoạn, mặc dù cái giai đoạn đó nó chỉ là một sát na, nhưng mà do vì cái nhận thức á, của hai giai đoạn đó hoàn toàn khác nhau. Người đạo á, khi cái sát na sơ đạo khởi lên á, là chỉ làm cái việc á, là sát trừ phiền não. Còn trong khi đó là vị sơ quả đó là vị đó có thể nhiều cái tâm khác nhau còn lại. Cho nên á, là một người sơ, những người đạo không phải chỉ sơ đạo thôi, mà tất cả những người đạo là không có phiền não. Nhưng mà những người sơ quả, như là những người quả đó, là sơ quả, dị quả, tam quả đó, thì vẫn còn phiền não, vẫn có phiền não được.
Còn nói về cái phương diện giác ngộ thì giác, cái giây phút giác ngộ chính là cái giây phút đạo. Cho nên ví dụ pháp phân sở dĩ mà phân thành người đạo á, là tính về phương diện tâm, là do vì người sơ đạo á, là chỉ có dùng một cái tâm duy nhất, đó là cái tâm sơ đạo thôi. Nhưng mà người sơ quả đó, là ngoài cái tâm sơ đạo ra, vị đó giống sau khi mà vị đó đã giác ngộ rồi đó, thì vị đó sẽ dùng tất cả các loại tội tâm còn lại. Ví dụ giống như là người sơ đạo, sơ quả đó, vị đó cũng còn tham, cũng còn sân, cũng còn si, cũng còn các cái loại tâm đại thiện, vân vân, đại quả, vân vân. Nhưng mà người sơ đạo thì chỉ có một cái tâm sơ đạo. Thì chính cái điều này cho nên là mới chia ra làm hai. Chứ còn kỳ thật là người sơ đạo, người sơ quả chính là một. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Thưa sư, lần trước sư có giảng là cái lộ cận tử thì bắt cả là sáu, bắt cả cảnh ngũ lẫn cảnh, tức là có cả sáu lộ ấy sư. Cái lộ cận tử ấy sư. Dạ. Thế thì ví dụ như này có phải là con hiểu đúng hay là hiểu sai? Xin sư giải thích cho con là ví dụ cảnh ngũ tức là ví dụ như là một người mẹ đang sắp lâm chung thì người con thỉnh một vị sư về tụng kinh ấy, thì người mẹ nhìn thấy bóng áo vàng của sư thì ngay trong lúc đấy bà lâm chung và bà bắt cái cảnh là tượng, là cái cảnh áo vàng đấy là một cái cảnh của lộ cận tử, và nó chính là cảnh để mà tâm tái tục bắt lấy, thì đấy gọi là cảnh sắc đúng không ạ? Dạ phải, nó là hoặc lộ là cảnh nhãn môn, lộ nhãn môn. Hoặc là cảnh âm thanh thì ví dụ như là bà không thể mở mắt ra được, bà đang nằm nhắm mắt nhưng mà khi bà nghe tiếng tụng kinh của vị sư ấy mà bà lại là, thì bà bắt cái cảnh âm thanh đấy, tức là cái cảnh sắc và cảnh âm thanh đấy thực tế và cái tại cái lúc lâm chung đúng không sư? Dạ phải. Thế thì cái lộ ý ấy thì là tất cả các cái ba cái cảnh mà sư nói là ví dụ như nghiệp này, điềm nghiệp rồi là thú tướng ấy, thì đều là thuộc lộ ý đúng không sư? Dạ, dạ đó phải, nó thuộc về lộ ý không? Dạ dạ, con cảm ơn sư. Với lại sư cho con hỏi về cái việc, tại vì là lần trước sư có nói cái tầm quan trọng rất lớn của cái việc giữ giới ấy sư. Dạ. Thì con muốn hỏi là vì con thì thời gian này con đang có cái điều kiện để có thể giữ 8 giới hàng ngày ấy ạ. Dạ tốt. Thì con làm như thế này thì sư xem là con có lỗi hoặc có sai cái gì không ấy ạ. Tức là hàng ngày thì con xin giới, sau khi con tụng kinh rồi là các thứ đấy thì con xin giới. Nhưng mà khi con xin giới thì con xin bằng cả tiếng Pali lẫn tiếng Việt, mà tiếng Pali của con thì con có thể nói sai về cả ngữ điệu, về cái ngắt các thứ, tại vì con không được học Pali nhiều ấy. Thì cái việc mà con xin giới bằng tiếng Pali như vậy và con đọc có thể sai cách ngắt, sai cách nhấn nhá, sai trọng âm các thứ ấy, thì nó có ảnh hưởng gì không sư? Để giữ giới do cái chetana, tức là cái sở hữu tư, chứ không có do cái ngôn ngữ con. Dạ vâng, với cái thủ tục mà xin giới đấy cũng không phải quá quan trọng đúng không sư? Hoàn toàn không con. Thì cái chỉ là cái giữ giới, cái lễ nghi mà xin giới đó, nó là một cái ngoại cảnh tốt để tác động tâm lý của mình mạnh mẽ. Nhưng mà cái chính yếu là vẫn là cái tâm. Bởi vì cái nghiệp là do tâm chứ không phải là do cái nghi thức. Dạ. Vậy dạ. Cái việc mà chúng con xin giới trước một vị tỳ khưu hoặc là trước một tăng đoàn thì nó khác với việc chúng con xin giới, tự xin giới ở nhà trước bàn thờ Phật hoặc trước ảnh Phật như thế nào sư? Có khác nhau không ạ? Về học về ví dụ pháp đó, thì chúng ta không có nói chữ xin giới, mà chúng ta nói rằng là quyết tâm giữ giới. Dạ. Và khi mà quyết tâm giữ giới rồi đó thì không khác nhau không? Dạ. Dạ. Thế nếu giả sử như con đã, tức là hàng ngày con đều, buổi sáng con đều làm cái thủ tục ấy và ban ngày con sẽ cố gắng giữ giới. Tuy nhiên có một ngày nào đó mà con phạm giới, ví dụ như con nói thô tục với ai đấy, con nói một lời thô tục với ai đấy thì tại vì ngày nào cũng trước khi xin giới các thứ thì con đều sám hối, nhưng mà nó chỉ là thủ tục sám hối trước tam ngoại bảo thôi, mà con lại đang phạm, tức là con đang phạm đến với một cái vị nào khác chẳng hạn, thì cái việc sám hối đấy của con đã đủ chưa ạ? Cái việc sám hối nó có cái giá trị đó, là nó giúp cho mình á, là mình quyết tâm là mình không có tái phạm.
Chứ sám hối không có nghĩa là để mình xóa bỏ cái lỗi lầm của mình. Cô ký hiểu rằng là cái trong khi mình làm cái thiện và cái ác đó, nó giống như là trong khi mà mình ăn uống đó, thì nó có những cái độc tố và những có cái dưỡng tố đưa vào cơ thể của mình. Thì cái nào độc đó, thì nó sẽ là độc, cái nào là dưỡng tố thì nó sẽ là dưỡng tố. Và đối với nghiệp báo đó, thì cũng phải hiểu như vậy. Tức là ở trong cái dòng tâm thức của mình, khi nào mà có cái tâm thiện thì nó sẽ cho cái quả thiện, và khi nào có cái tâm bất thiện thì nó cho cái quả bất thiện. Còn những cái lễ nghi như là chúng ta sám hối hay là chúng ta xin giới, đó là chúng ta tạo một cái hoàn cảnh tâm lý. Cái hoàn cảnh tâm lý nó có cái tác dụng là nó tác động rất là lớn với cái tâm lý của mình. Nếu mình tâm lý mình yếu, giả sử như là một người mà họ tự phát nguyện giữ giới ở nhà, với một người mà phát nguyện giữ giới trước tăng đoàn, là đôi khi vì cái ngoại cảnh ở bên ngoài, trước mặt tăng đoàn, và nhất tăng đoàn đó là trước mặt Đức Phật và các vị thánh nhân, cho nên chúng ta nghĩ rằng là do vì trước mặt bậc đạo sư ta đã phát nguyện như vậy, do đó mà ta cố gắng giữ gìn. Nhờ cái ngoại cảnh đó đó mà nó tác động cái tâm lý mạnh mẽ cho mình nỗ lực. Còn nói về phương diện nghiệp báo, thì nếu mà tự thân chúng ta mà phát nguyện mà cũng với một cái tâm lực mạnh mẽ giống như là trước hình ảnh Đức Phật hay là tăng đoàn, thì hai cái đều là giống nhau không? Dạ. Dạ. Con thưa sư, có những cái ví dụ như là không tránh được, ví dụ như là con đang ở phòng trong, con đi ra phòng ngoài, thì ở phòng ngoài do có người khác đang mở tivi nên nó có tiếng hát ấy sư, thì cái việc mà cái việc mà con nghe cái tiếng hát đấy, nó thực ra là nó không phải là chủ ý của con, mà nó là nó là ngoại cảnh thôi ạ, thì như thế nào? Cái vấn đề do chủ ý của cô hay là do ngoại cảnh á, nó không phải là vấn đề ở đây, mà cái vấn đề là mình có bị tác động nó hay không. Ví dụ giống như là cô chủ ý là cô mở những cái bản nhạc vì để cô thử cái máy hay là cô làm cái chi đó, nhưng mà cô hoàn toàn không thích, thì nó cũng đối với một người giữ giới đó, thì hoàn toàn nó cũng không có bị ảnh hưởng. Dạ. Còn mà nếu mà không phải cô chủ động cô mở, nhưng mà người khác mở, nhưng mà cô bị chi phối, thì cô vẫn bị. Dạ. Dạ. Cô ví dụ giống như là một người mà đi đến một những cái nơi mà ô nhiễm, họ chủ động họ đi đến, nhưng mà do vì họ biết đang đi đến nơi ô nhiễm, cho nên họ có những cái biện pháp phòng vệ. Thì đôi khi họ đến nơi ô nhiễm, mặc dù là họ chủ động nhưng họ vẫn không bệnh. Còn một người là không có chủ động đi đến một nơi ô nhiễm, bị tình cờ mình chỉ đi ngang qua thôi, nhưng mà mình không có biện pháp phòng bị thì mình vẫn bệnh. Thì tương tự, dù là cái ngoại cảnh đó mình không có chủ động mình tạo ra, ai đó làm ra, nhưng mà cái tâm mình bị chi phối thì mình vẫn tỉnh về phương diện phiền não. Kết lại đó là về cái phương diện phiền não, cô cứ nghĩ rằng, cô cứ biết rằng là cứ là cái tâm bất thiện sanh lên thì nó đương nhiên nó cho cái quả bất thiện, mà cái tâm thiện sanh lên thì nó cho cái quả thiện vậy thôi. Còn cái điều kiện nào đó đó thì do vì mình khéo léo, mình tự mình tạo ra cái điều kiện dễ dàng cho cái tâm thiện hay là cái tâm bất thiện, đó là tùy mình. Ví dụ giống như là người tu của mình biết rằng cái tâm mình yếu đuối, cho nên mình cố gắng mình đến nơi nào đó mà cái ngoại cảnh đó nó không có làm cái điều kiện cho cái bất thiện, mà làm cái điều kiện cho thiện, cho nên mình cố gắng. Nó giống như là một người mà chúng ta học á, thì đôi khi mình để rằng dễ học, cho nên mình phải tìm một cái nơi nào đó mà nó vắng vẻ, hay là nơi nào đó nó có cái không khí học tập mà chúng ta học, thì đó là cái điều kiện bên ngoài. Còn cái quan trọng nhất là hễ mà có cái tâm thiện thì luôn luôn có quả thiện, mà có cái tâm bất thiện là có cái quả bất thiện vậy thôi. Dạ, nhưng mà con cảm ơn sư. Thế nhưng mà ví dụ như là, tại vì con có nghe một số các vị sư nói là ví dụ như các vị ấy mà bị phạm lỗi ạ, thì là các vị ấy sẽ sám hối trước những vị sư khác thì đó, và sau đó thì cái giới của họ lại được trong sạch lại, thì con cũng không hiểu là
À, cái giới khác, cái nghiệp khác con à. Cái giới đó là do quy định của Đức Phật, còn cái nghiệp đó là quy luật tự nhiên của nghiệp báo. Cho nên là nói rằng là một vị tỳ kheo phạm giới mà sám hối được trong sạch, đó là trong sạch theo cái luật định của Đức Phật. Cô có nghe kịp cái đó không? Dạ, ờ, con nghe kịp. Nhưng mà ví dụ như là các vị tỳ kheo làm ra một cái lỗi lầm gì đấy và họ đã sám hối, thì thực ra nếu khi đấy mà họ được trong sạch ấy, thì ít nhất là về mặt tâm lý của họ là họ sẽ rất là cảm thấy yên tâm để tiếp tục giữ giới tiếp. Thế nhưng mà nếu như giả sử họ không có sám hối được ấy, cái đó nó chỉ mang tính giới thôi, nhưng rõ ràng nó tác động lên tâm rất là mạnh mẽ. Ví dụ họ không có điều kiện sám hối được, có những cái vị chỉ làm đứt một cọng cỏ, vị ấy ngay lúc ấy lâm chung là vị ấy cũng bị sanh vào những cái cõi thấp chỉ vì là vị ấy bị tâm sân do hối hận bứt dứt rồi không thể nào mà sám hối được ấy, thì nó tức là nó tác động lên tâm quá mạnh mẽ chứ. Dạ phải, và chính xác điều đó. Và do vì á, tuy rằng á, là Đức Phật á, không phải là một người tạo ra cái luật nhân quả, nhưng mà cái luật của Đức Phật á, là do vì Ngài là một người nắm rất là rõ về cái luật nhân quả. Chính vì cái điều đó mà khi mà Đức Phật Ngài ban hành cái giới luật của Chư Tăng á, là nó có ảnh hưởng rất là nhiều cái vấn đề nhân quả. Mặc dù là có những cái vấn đề giống như là nói là một vị tỳ kheo giữ giới trong sạch, như là một vị tỳ kheo mà phạm một cái giới nào đó rồi vị đó sám hối thì được xem như là vị tỳ kheo đó đã trong sạch theo cái luật định của Đức Phật. Nhưng mà về phương diện ác nghiệp á, thì những cái lỗi lầm nào mà có tạo ra cái ác nghiệp á, thì vẫn vị đó vẫn phải nhận chịu. Cái giá trị của sám hối ở đây đó, nó chỉ là vị đó lặp lại cái quyết tâm là không có tái phạm lại. Tuy vậy, đứng về cái phương diện tâm lý đó, thì khi mà một người mà phạm một cái lỗi lầm mà dám nhận cái lỗi lầm đó thì người đó có khả năng tiến xa trên phương diện thiện pháp. Và một trong những cái đặc tính quan trọng của chư vị thánh tăng á, ở trong cái bài kinh Châu Báo á, là đối với các vị thánh hữu học á, các ngài vẫn có những cái lỗi lầm, nhưng mà điều cao thượng hơn đối với tất cả chúng sinh phàm phu á, là các vị hữu học á, là không bao giờ giấu giếm cái lỗi lầm của mình. Và về phương diện tâm lý đó, thì người nào mà dám nhận cái lỗi lầm của mình á, thì khi đó người đó có khả năng là họ bỏ cái lỗi của mình. Còn những người nào mà có cái khuynh hướng tránh né những cái lỗi lầm của mình á, thì họ càng có cái điều kiện để họ tái phạm. Do vậy mà ở trong cái tạng kinh Đức Phật Ngài dạy rằng là này chư tỳ kheo, nếu đối với một người mà nói dối đó thì ta nói rằng một người mà không ngại nói dối đó thì ta nói rằng là người đó là không có một cái ác nghiệp nào là họ không dám làm. Là bởi vì sao vậy? Là bởi vì khi mà chúng ta có cái khuynh hướng là mình tránh né những cái lỗi lầm đó, thì khi đó người ta có cái khuynh hướng là người ta sẽ tái phạm. Chính vì cái điều đó, mặc dù cái ý của cô hỏi thì sẽ hiểu rằng là về cái sự trong sạch theo cái luật định đó, nó khác với cái sự trong sạch của nghiệp báo, nhưng mà về cái phương diện tâm lý đó, thì nó tác động rất là lớn. Trường hợp đối với một vị tỳ kheo mà khi mà phạm một cái lỗi như là cô kể cái câu chuyện mà vị đó bứt những cái đám cỏ rồi trong cái giờ phút mạnh chung đó vị đó hối hận đó, thì đó là do vì đó nghĩ rằng là có những cái lỗi lầm mà mình chưa có thể thôi, mình chưa có thể tỏ bài với chư tăng, vì vị đó thấy rằng là điều đó nó làm ngăn trở các cái ngăn trở cái việc tu tập của mình, cho nên vị đó hối hận. Thì ở đây thì chúng ta cũng có thể nói rằng là trong những cái trường hợp đó thì nó còn tùy theo cái khuynh hướng của mỗi người. Có những người đó họ có những cái lỗi lầm, nhưng mà ở trong cái lỗi lầm đó họ có những cái suy nghĩ khác nhau, do vậy đó mà họ không có đến nỗi là họ cái lỗi đó làm cho họ quá cắn đứt để làm cái khổ. Và ngược lại đó thì có những người
cũng chỉ có một cái lỗi nhỏ thôi, nhưng mà chính cái lỗi đó, đó để làm cho họ phải khổ. Nói như vậy có không có nghĩa là chúng ta làm lỗi lầm thì không có biết hối hận. Bởi vì một vị tỳ kheo đó, một cái lỗi như vậy đó mà vị đó hối hận, tuy rằng là trước mắt đó, nó có thể nó ảnh hưởng cái sanh thú của vị đó, nhưng mà do vì cái dòng tâm thức đó, do vì cái tàm và úy của vị đó nó sanh quá mạnh, cho nên khi mà vị đó có rơi vào khổ cảnh trong một cái thời gian ngắn không lâu á, thì vị đó sanh về các cái cõi vui đó, thì bằng cái lòng tàm úy đó đó, vị đó tránh xa được rất là nhiều các cái ác pháp khác. Cho nên những cái câu chuyện đó khi mà chúng ta đọc qua đó, thì rất có thể đó là mình nghĩ rằng là như vậy thì những cái lỗi lầm nhỏ mình không có nên làm trọng để mà mình cắn rứt ân hận dẫn đến những cái hậu quả như vị tỳ kheo đó. Nhưng mà nói về cái chiều dài của luân hồi đó, thì vị đó, những cái cắn rứt của vị đó trước mắt thì nó, vị đó bị rơi vào khổ cảnh như vậy, nhưng mà về lâu về dài đó thì do một cái lòng tàm lòng quý nó quá mạnh là ngăn ngừa cho vị đó rất là nhiều cái ác nghiệp khác. Còn mà nếu giả sử như có cái trường hợp của một vị tỳ kheo khác là làm những cái lỗi lầm đó, nhưng mà vị này nghĩ rằng đó là những cái lỗi nhỏ chứ không phải là quan trọng, không nên để cho mình khổ tâm, thì có thể là trong cái giờ phút lâm chung của vị này không có bị những cái cắn rứt phiền não như là cái trường hợp của vị kia, và cũng có thể là vị đó cũng có thể sanh thiên. Nhưng mà lâu dài đó thì trong dòng luân sanh tử luân hồi đó, vị này vốn coi thường những cái lỗi nhỏ nhặt, cho nên vị này sẽ dễ dàng vi phạm những cái học giới cao hơn, và khi đó là xa lọa. Do vậy một sự việc mà đôi khi chúng ta chỉ lấy một cái sự kiện nhất thời thôi đó, một cái giai đoạn ngắn á, thì chúng ta quyết định cái dòng cái việc tu tập của mình đôi khi nó dễ lập lẫn, thì đó là những cái điều tôi có thể tôi chia sẻ với cô. Dạ con thưa cô sư, con cảm ơn sư ạ, cái ý này hay quá ạ. Con thưa sư, con chỉ muốn hỏi lại một cái ý thôi, tại vì có một vị có giảng rằng là cái việc lỡ mình làm đứt một giới trong tám giới thì những giới còn lại không được tính là giữ tròn đủ ấy, thì con nghe con thấy nó rất là khá là vô lý ấy, thì con muốn hỏi lại sư lại cái ý này ấy ạ. Dạ không phải, cái giới tôi vô tạm hiểu là cái giới tức là mình cái cách mình ngăn ngừa những cái ác nghiệp, như là giới sát sanh đó, thì ngăn ngừa cái ác nghiệp sát sanh, giới trộm cắp là ngăn ngừa cái ác nghiệp trộm cắp. Do vậy đó là khi mình phạm cái giới nào đó thì mình sẽ mang cái ác nghiệp của giới đó, và giới nào mà mình không vi phạm đó, là mình tránh được cái ác nghiệp của giới đó. Ví dụ giống như là một người phạm giới trộm cắp, tuy vậy họ không có phạm giới sát sanh, thì nếu cái quả nó có trổ đó, thì nó trổ là do cái nghiệp trộm cắp thôi, chứ còn cái nghiệp sát sanh thì không có. Cho nên là cái việc mà vị đó giữ giới sát sanh đó thì vẫn tránh được các cái ác nghiệp đó. Cô cứ hiểu rằng là các cái việc làm ác hạnh của mình, thân khẩu ý, nó giống như là mỗi cái loại độc tố, mình dùng cái loại độc nào á thì mình bị trúng cái độc đó, còn cái loại nào mình tránh được càng nhiều á thì nó càng tốt. Do vậy đó, một người mà thọ trì tám giới mà nếu mà bị đó vi phạm một giới thì bảy giới khác á, là không vi phạm á, thì nó vẫn tốt hơn nhiều, bởi vì cứ vi phạm một học giới đó, thì nó thêm cái ác nghiệp, và hơn nữa là vi phạm một lần á, thì nó cái quả nó cũng nhẹ hơn là hai lần cũng hơn ba lần. Do đó là không có thể nào chúng ta nói rằng là mình thọ trì tám giới và mình đã vi phạm một giới nào đó coi xem như là mình đã vi phạm tất cả, nó không phải là như vậy. Tại vì cứ mỗi cái loại giới vi phạm á, là cái ác nghiệp nó khác nhau. Mà cho nên một người mà dù rằng là đã phạm giới rồi thì cũng không có nên phạm lại, tại vì mỗi lần mà vi phạm như vậy đó là tăng thêm ác nghiệp, chứ không có nghĩa rằng là cô đã phạm cái giới đó rồi thì mình tha hồ mình cứ phạm, bởi vì mình chỉ có phạm một giới, không phải như vậy, mà mỗi lần làm đó là mỗi lần chất chồng. Chứ tạm thời ví dụ giống như là người ta nói rằng là hút thuốc lá đó là sẽ dễ gây bệnh, mình nghĩ rằng là bây giờ thuốc lá mình bỏ không được thôi thì mình cứ hút, không phải mỗi lần như vậy thì cái nguy cơ nó lại cao hơn. Dạ con cảm ơn sư. Vậy dạ. Thì cái trường hợp mà có những cái vị, ví dụ như cái câu chuyện mà một cái vị mà xin giữ gìn tám giới nhưng mà chỉ xin giữ từ 12 giờ chưa đổ ra ấy ạ, thì thực ra dạ. Là cái quan trọng ở đây là cái quyết tâm giữ gìn giới của vị ấy, đúng không sư? Nó không liên quan gì đến cái việc ví dụ như là
Ví dụ như trường hợp của con là con quyết tâm là trong thời gian này con sẽ giữ tám giới, thì cái việc con tụng kinh xin giới nó chỉ là hình thức, từ mấy giờ đến mấy giờ nó không quan trọng đâu, đúng không sư? Dạ phải, nhưng mà mình có thể gạt ai cái đó cũng được, nhưng mà mình không có thể gạt được bản thân. Cái giới hay là cái quyết tâm là do cái tâm của mình. Mặc dù á, về cái phương diện nghiệp báo á, là mình giữ được bao lâu á, thì mình có phước bấy lâu. Nhưng mà do vì mình nghĩ rằng là trong một ngày một đêm á, thì có những cái khoảng thời gian á, mình dễ dàng giữ giới. Thì giống như là từ sáng cho đến trưa mình dễ dàng mình giữ giới. Tại vì giờ đó là mình được quyền, mình có thể mình họ dùng thức ăn vân vân. Nhưng mà từ chiều, từ trưa cho đến sáng hôm sau là mình không có thể nhịn được. Do vậy mình chỉ giữ có nửa ngày, nghĩ rằng mình có phước nửa ngày, nó không phải như vậy. Bởi vì khi mà mình đã quyết tâm mình giữ giới là do vì cái tâm của mình sẵn sàng mình đánh đổi những cái thú vui dục lạc để mà mình giữ giới, chứ không phải là do vì mình giữ giới mình nghĩ rằng là đó là cái điều kiện mình không có thể mình phạm giới được cho nên mình giữ. Ví dụ như bây giờ xin nói rằng là có những trường hợp mà mình không có thể phạm cái giới đó, mình không có vi phạm, giống như là một người đó là họ không có biết uống rượu, cho nên đối với họ là cái giữ giới uống rượu là cái chuyện dễ dàng, nó dễ dàng hơn là bắt họ giữ nữa. Thì khi đó đó là cái tâm của họ nó không phải là cái tâm họ quyết tâm để họ ngăn ngừa các cái ác nghiệp, thì khi đó là cái phải không phải là một cái không phải là một cái công đức lớn. Cho nên đó là mặc dù là nói rằng là giữ giới bao thời gian bao lâu là sẽ có công đức bao lâu, nhưng mà đó là một cái tâm giữ giới, quyết tâm giữ giới thật, chứ không phải là mình nghĩ rằng là trong cái hoàn cảnh đó là mình không có phạm giới được thôi mình giữ. Chẳng hạn giống như bây giờ mình lên máy bay và cái điều kiện như là mình sát sanh hay là cái chi đó mình không có thể mình làm được trên máy bay, mà cô muốn sát sanh thì nó cũng không có được nữa. Cho nên nghĩ rằng là trong suốt cái khoảng thời gian mình cố gắng mình giữ sát sanh, nhưng mà đó không phải là không phải là cái tâm mình cố gắng tránh các cái ác nghiệp đó, thì nó cũng không phải là cái thuộc về công đức. Dạ con cảm ơn sư. Dạ. Tức là con hỏi cái này là bởi vì là có những buổi sáng thì con xin giới từ lúc 6 giờ, nhưng mà có những hôm con bận con phải xin giới từ lúc 10 giờ trở đi thì nó hơi muộn ấy. Thì con dạ. Ý của con hỏi là như thế, vì con đang liên hệ đến với cái trường hợp mà cái vị ấy chỉ xin giữ giới nửa ngày thôi, thì nó chỉ có giới hạn trong nửa ngày. Trong khi đấy thực ra là con từ 6 giờ đến 10 giờ con vẫn giữ giới, nhưng 10 giờ con mới có điều kiện được xin giới ấy, sư. Dạ, dạ cái việc đó tốt. Tại vì sư lặp lại là cái việc giữ giới nó là do cái quyết tâm của mình. Thành ra dạ, trong 5 phút đồng hồ, nhưng mà đó là cái tâm mình muốn giữ giới. Nó khác với cái chuyện mà mình nghĩ rằng là do vì cái thời gian đó mình không có cái điều kiện để mình vi phạm các cái ác nghiệp cho nên mình giữ. Nó khác nhau là cái chỗ đó thôi. Nó do cái tâm của mình. Đại khái như thế này là thí dụ giống như trong cái khoảng thời gian cô chỉ giữ giới nửa ngày, nhưng mà trong nửa ngày đó nó có những cái thách thức nào đó mình cũng không có vi phạm về học giới, mình quyết tâm như vậy thì vẫn là thành tựu người giữ giới. Dạ con cảm ơn sư, con xin hỏi một câu cuối cùng nữa thôi ạ. Dạ. Con thưa sư, tất cả các pháp là đều khổ, khổ ở đây là dukkha ấy, hay là tất cả các pháp hữu tình thì mới dukkha hả sư? Dạ các pháp hữu vi. Tất cả các pháp hữu vi đều dukkha hết ạ? Dạ phải. Nhưng mà không có bao gồm các cái pháp tục đế và niết bàn. Do vì á, sở dĩ mà gọi là các pháp là khổ á, là các pháp nó phải, thứ nhất là các pháp đó là phải có thực tính, phải có thật, tại vì có thật mới có cái khổ, còn mà giả làm sao khổ. Cái thứ hai là do vì những cái pháp đó nó phải nằm ở trong cái luật vô thường. Chính vì nó là cái luật nằm ở trong cái quy luật vô thường cho nên nó mới khổ. Còn niết bàn á, cũng là một cái pháp có thực tính là chân đế, nhưng mà không có vô thường cho nên niết bàn không có khổ, pháp niết bàn không có khổ. Dạ do như vậy là khi... dạ. Dạ như vậy là cây cỏ cũng có khổ đúng không sư? Cái khổ ở đây á là phải bằng một cái sự bằng có cái tâm cảm nhận của mình chứ mới gọi là cái khổ. Cho nên cái cây loài cây cỏ thì nó thuộc về cái pháp hữu vi, là nó nằm cái luật vô thường, và trong cái vô thường của hữu vi đó thì luôn luôn là nó có đặc tính của cái khổ. Nhưng mà cái đặc tính của khổ đó, đó mà nếu mà không có người cảm nhận cái việc khổ đó, thì đặc tính nó cũng giống như là không có. Như vậy cái chữ dukkha nó có đúng với cái, nó chỉ đúng với cái loài hữu tình đúng không sư? Nó đúng cả tất cả các trường hợp, tại vì chữ dukkha đó
nó có nghĩa là một cái việc gì đó mà nó bị áp lực, nó bị áp chế theo một cái quy luật nào đó, thì các cái loài cây cỏ đó nó cũng bị một cái luật vô thường đó. Nhưng mà chẳng qua đó là cái luật vô thường đó nó không có cái tâm cảm nhận. Ví dụ giống như là chúng ta nói về cái độc tố, thì xung quanh chúng ta đó là có rất là nhiều cái thứ độc tố, nhưng mà những cái độc tố đó mà nó không có nằm ở trong cơ thể của mình đó, thì nó cũng vô hại. Nhưng mà độc thì nó vẫn là cứ độc, lửa đó thì nó vẫn cứ là nóng, nhưng mà cái nóng đó chỉ khi mà nó tiếp xúc cái thân thể của mình đó, thì khi đó cái nóng nó mới là cỏ. Còn mà nếu mà nó không có tiếp xúc cơ thể của mình đó, thì cái nóng đó thì nó vẫn cứ là nóng thôi, chứ nó không phải là nó không có nóng. Thì các pháp hữu vi á, dù là cây cỏ thì nó cũng vô thường, và đã là vô thường đó thì nó cũng theo một cái quy luật, tức là nó chịu cái áp lực của cái việc thay đổi, tức là nó không có thể nào mà nó có tồn tại, hay là nó có thể là nó làm nó thay đổi được. Nhưng mà do vì cái vô thường của những cái loài vô tri đó không có người cảm nhận, thành ra cái vô thường đó thì nó giống như là một cái độc tố mà nó không có nằm trong cơ thể của mình đó. Thì độc thì nó tuy rằng nó vẫn cứ là độc, nhưng mà không được kể là độc là do vì không có người cảm nhận. Dạ con xin tri ân sư rất nhiều ạ. Dạ. Cảm ơn sư ạ. Sa thú, thật hoan hỉ với những câu trả lời của sư và những câu hỏi của đạo hữu Minh Lan. Qua những câu hỏi và những câu trả lời này, mỗi người sẽ tự học hỏi cho chính mình. Sa thú. Dạ. Xin mời đạo hữu Tâm Nguyễn lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, con kính mến lại sư và con kính chào đạo tràng. Thưa sư, con muốn hỏi về cái lộ trình tâm mà cái cảnh lớn. Nếu mà cái người mà trước khi họ sắp cái cận tử nghiệp đó sư, vậy tự như họ thấy cái cảnh xấu, mà có thể từ cái cảnh xấu họ cái tâm họ có thể bắt lại cảnh thiện được không, hay là nó nhanh quá thì cái động lực nó bắt cái cảnh xấu thì là mình không có thể mà mình, nếu mà chánh niệm mình có thể thay đổi cái giờ phút lâm chung nó để mình thấy được cái cảnh thiện, để mình không có đi vào những cái cõi đọa xứ được không, hay là cái sự tu tập như thế nào để mình có thể không có thể bắt cảnh xấu lúc mà cái cận tử nghiệp của mình. Xin sư giải thích cho cái cách đó cho con nghe. Dạ. Dạ cái gì em? Sau này chúng ta sẽ học về cái nghiệp á, thì trong bốn cái loại nghiệp thì gồm có kinh tiểu nghiệp, trọng nghiệp, cận tử nghiệp và vô hiệu nghiệp đó. Thì cái cận tử nghiệp á là cái nghiệp mà nói theo lộ trình tâm á, tức là cái lộ tâm trước cái giờ cận tử, trước cái gì, trước cái sát na tử. Thì cái cận tử nghiệp này đó nó bị tác động bởi hai cái nguyên do chính. Thứ nhất là do vì cái trọng nghiệp ở trong cái đời sống của mình. Ví dụ giống như là ở trong cái đời sống có một chúng sinh nó làm một cái việc đại thiện quá lớn, thì nhờ cái đại thiện đó nó tác động cho cái tâm cận tử của chúng ta là hướng về thiện. Rồi cái thứ hai đó là do cái thường cận y duyên, hay gọi là cái thường nghiệp đó, nó tác động cái thường nghiệp, tức là cái thói quen. Ví dụ giống như thói quen của chúng ta thường ngày nó là trong cái tư duy. Thói quen ở đây tính về trong cái suy nghĩ của mình, chứ không phải là thói quen của công việc làm. Có những người đó họ làm việc này nhưng mà cái suy nghĩ của họ việc khác. Ví dụ giống như là những người tu, mặc dù là cái công việc của họ là giống như là làm thiện, nhưng mà đôi khi là có là, không phải đôi khi mà rất là nhiều, là tuy rằng là làm những cái công việc thiện như là tụng kinh ở các chùa vân vân, nhưng mà trong cái tâm tưởng của họ đó thường suy nghĩ cái chuyện bất thiện. Thì do vì cái sức mạnh của cái thường cận y duyên hay của thói quen á, nó sẽ tác động đến cái luật, nó tác động với cái tâm cận tử, nó tác động với cái tâm từng cận tử. Thì ở trong kinh có kể lại cái câu chuyện của một vị tín nữ đó, nó là trong cái giờ phút lâm chung á, thì bà thấy lửa. Và phần lớn những người mà khi mà thấy lửa như vậy đó thì họ sẽ liên tưởng đến cái lửa ở trong địa ngục. Còn nhưng bà đó thì do vì trong một vài lần bà có một cái ấn tượng
rất là sâu đậm đối với cái hình ảnh của chư, cái chiếc y của chư tăng. Cho nên khi mà bà nhìn thấy cái ánh vàng của lửa đó, thì lại là bà không nghĩ đến cái lửa địa ngục, mà bà liên tưởng đến cái chiếc y của Đức Phật và chư tăng. Và nhờ cái ấn tượng sâu đậm trong cái thời bình nhật đó mà nó tác động cho cái dòng cận tử. Vậy thì cái dòng cận tử ở đây đó thì thật ra nó diễn ra quá nhanh, cho nên nó là nếu một chúng sinh nào mà ở trong cái đời sống bình nhật hàng ngày mà người đó có một cái khuynh hướng gì thường xuyên nó trở thành cái thường cận y duyên, hay là trở thành một cái thói quen đó, thì cái thói quen nó sẽ tác động đến cái dòng cận tử. Chúng ta có thể kiểm chứng qua là ở trong những cái lúc mà mình không có tự chủ được, như là trong cái giấc chiêm bao, nếu một người nào mà họ giữ giới mà ở trong cái giấc chiêm bao của họ, họ vẫn nhớ mình giữ giới, thì có nghĩa là cái giữ giới của họ đó nó đã ăn sâu vào trong cái tâm thức của họ đến mức độ mà trong cái giấc chiêm bao lúc mà cái tâm muội lược thì họ vẫn nhớ, thì người đó hoàn toàn có thể hy vọng là ở trong cái giờ cận tử đó họ vẫn có thể nhớ được. Còn mà nếu mà bình thường mà chúng ta khi mà còn sáng suốt có thể tự chủ được thì mình giữ giới, nhưng mà tự nhiên mình chiêm bao mình thấy mình sạc xanh, mình làm những cái việc mà bình nhật mình không làm, thì có nghĩa là đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là cái tâm của mình nó chưa đủ trở thành một cái thói quen, chưa đủ để trở thành một cái thường cận y duyên, nói theo trong ví dụ pháp. Thì khi đó nó trong cái giờ cận tử rất là nguy hiểm. Thì trở lại cái câu hỏi của anh đó, thì tôi nói đến hai cái nguyên do. Thứ nhất đó, là do vì tác động của một cái trọng nghiệp, tức là cái thiện hay là cái bất thiện quá lớn, thì có thể là cái trọng nghiệp đó nó tác động cho cái tâm cận tử. Và cái thứ hai, nếu không có cái trọng nghiệp thì cái thường nghiệp, tức là cái thói quen làm thiện làm ác của mình á, thì nó sẽ tác động đến cái trong cái giờ phút lâm chung. Còn mà ở trong cái giờ phút lâm chung, do vì nó diễn ra quá nhanh, thành ra thật ra chúng ta không có thể chuẩn bị được. Nếu có là đó là chuẩn bị cái giai đoạn trước khi mà cái tâm động lực sanh. Chẳng hạn giống như là một người đó trước đó 5-10 phút mà họ năm trước 5-10 phút họ mất, thì trước 5-10 phút đó họ luôn luôn họ giữ cái tâm thiện, thì nhờ cái dòng tâm thiện đó là nó có thể nó tác động đến cái động lực cận tử. Còn tuyệt nhiên là cái động lực cận tử khởi lên cái cảnh nó bắt á, thì mình không có kịp để mà mình chuẩn bị. Thì giống như tôi nói các vị là ở trong một nháy mắt đó, là cái tâm nó sanh diệt hàng tỷ lần, thì làm sao mình có thể mình chuẩn bị được. Dạ, thì tôi không hiểu rằng là cái câu trả lời tôi có nhầm được cái câu hỏi của anh này. Dạ. Dạ, thưa sư, con có muốn hỏi một câu là nếu mà mình ở trong nhà thương, mình bệnh rồi bác sĩ muốn cho mình cũng như cho thuốc mình giảm đau, nhưng mà khi mà mình thuốc giảm đau á, thì mình cái tâm mình muội lược, mình không có thấy rõ được chánh niệm. Mình có thể nói là bác sĩ, mình có thể mình không muốn đó để mình để có chánh niệm, để mình có thể thấy lúc mà cái tự nghiệp để mình thấy rõ hơn. Là tự khi mà nếu mà họ chích mình hôn mê á, thì mình không có thấy không có chánh niệm được, thì mình sẽ có thể về khổ cảnh hơn, hay là mình nói bác sĩ là mình có thể chịu đau mà mình để chánh niệm để giờ phút cuối khi mình ra đi theo sư nghĩ như cách đó có đúng không sư? Thì cái này nó còn tùy theo những người chọn lựa anh, nhưng mà đối với bản thân tôi đó, thì tôi vẫn chọn lựa cái chết mà khi đó tôi tỉnh táo. Mặc dù tôi biết rằng là cái việc tỉnh táo của mình nó có thể là mình phải chấp nhận cái việc đau đớn, nhưng mà cái sự tỉnh táo trước cái giờ phút lâm chung đó, là dù sao đi nữa mình còn phải chủ động. Còn mà nếu mà mình mất ở trong cái lúc mà mình hôn mê đó, thì khi này mình cái tâm của mình nó thì mình hoàn toàn mình phó thác cho các cái thói quen của mình. Và cái thói quen của mình nó thì nó còn tùy người. Có người đó thì họ đủ tự tin rằng cái thói quen của họ vẫn là cái thói quen tốt, hoặc là có những người họ làm những cái việc đại phước quá lớn
cho nên họ vẫn đủ tự tin là sau đi nữa thì họ vẫn sanh thiên. Còn cái trong trường hợp mà mình không có cái mình không có khóc thuộc về hai trường hợp đó đó, thì tôi vẫn chọn cái cách mà mình mất ở trong cái một cái tâm trạng sáng suốt. Và do vậy đó, tôi cũng muốn rằng là nếu tôi có bị cái loại bệnh gì mà bác sĩ không có thể chữa trị được thì tôi rất là mong những người thân cho tôi biết cái bệnh đó, chứ không phải như là những một số trường hợp mà những người y bác sĩ hay là những người thân giấu bệnh mình sợ hãi. Thì tôi chọn cái cách đó thôi. Thì tất nhiên đây là cái việc chọn lựa của mỗi người anh. Dạ thưa sư, con còn một câu hỏi nữa là con xin sư giải đáp cho con. Nếu mà trong cái cuộc đời này cái người mà đắc được sơ đạo sơ quả là cái bậc đạo Tu Đà Hoàn thì yeah. lúc mà khi họ mất đi đó thì khi họ yeah. có thể tái sinh về cái cõi dục giới hay là cõi chư thiên yeah. nhưng mà con muốn hỏi á, là khi họ trở về làm người á thì khi họ sẽ tiếp tục là họ tự tu, là họ sẽ không có thể là sơ đạo mà họ đã sẽ khi họ tu tập nữa là họ sẽ là lên nhị đạo nhị quả tiếp tục hay là họ phải bắt đầu lại sơ đạo sơ quả, là ý con muốn dạ không hỏi. Dạ không có bắt đầu. Một người mà chứng sơ quả rồi đó, mình không có nói sơ đạo bởi vì sơ đạo chỉ có một sát na tâm thôi, cho nên khi mà chứng sơ đạo thì lập tức đó là sơ quả. Và với mấy một vị chứng sơ quả rồi đó, thì thứ nhất là vị đó không bao giờ mất cái sơ quả của mình. Và một người chứng cái sơ quả đó là một người đó là cái phiền não của họ là của vị đó nó là diệt hẳn. Và cái thấy các pháp đó là thấy bằng cái trí tuệ. Cho nên là dù vị đó nó có tái sinh kiếp nào đi kiếp nào chăng nữa đó, thì vị đó không có mất cái đạo quả của mình. Cái đạo quả nó khác với cái thiền. Cái thiền một vị chứng mà ngũ thiền đó là sau khi mà anh chung là vị đó mất cái ngũ thiền đó. Mặc dù vị đó sanh về các cái cõi trời với cái tầng thiền tương ứng, nhưng mà khi mà sanh về các cái cõi trời sắc hay vô sắc đó, thì vị đó phải tu tập lại từ đầu. Còn đối với đạo quả thì không có, tại vì đạo quả nó là việc mà nó diệt mất, chứ nó không phải là làm mà không bị, không phải là theo cái thói quen. Dạ yeah. Thưa yeah. sư, còn nếu mà cái người mà ở cái kiếp này mà họ chứng được sơ đạo sơ quả thưa sư, thì khi họ tu tập để chứng được nhị đạo nhị quả, thì khi họ tu thiền quán á, thì họ không cần phải bắt đầu từ danh sắc văn sư, họ phải tới cái tuệ mà tại thứ tư thứ năm trở lên, chứ họ không phải bắt đầu lại từ tuệ đầu tiên hả sư, phải không sư? Dạ không, họ có thể bắt đầu từ đâu cũng được, quan trọng là cái cảnh thôi. Ví dụ giống như là vị đó có thể bằng cái cảnh nào đó, vị đó thấy qua cái gì đó, miễn sao là vị đó trên cái phương diện đó, vị đó quán chiếu cái vô thường khổ và vô ngã. Thì cái trường hợp mà phân theo thành 16 tuệ đó, thì cái việc đó nó tương đối là hơi khá dài dòng anh. Nhưng mà đại khái anh hiểu rằng là cái khả năng quán chiếu về các pháp đó, thì cái khả năng quán chiếu nào nó càng tinh tế chừng nào đó thì vị đó thấy rõ hơn về cái bản chất thật của các pháp. Thì đối với một vị đã chứng đạo quả rồi thì vị đó vẫn có thể lặp lại các cái cảnh mà mình đã từng quán chiếu, giống như là đối với trước đây vị đó nhìn ba cái danh sắc và vị đó đã nhận ra cái vô thường khổ và vô ngã. Thì với một người mà từ nhị quả tam quả và tứ quả, thì để một vị sơ quả mà đạt đến cái tầng thánh cao hơn thì cũng có thể là vị đó trên cái nền tảng của cái danh sắc và vị đó nhìn thấy cái vô thường, cái vô ngã, cái khổ, cái vô ngã ở một cái trình độ cao hơn. Rồi đối với tam quả cũng vậy, thì cũng trên cái danh sắc đó mà vị đó thấy ở một cái mức độ cao hơn nữa. Chúng ta tạm ví dụ rằng là giống như là khi mà chúng ta nói đến cái hồi nhỏ đó mình cũng thương cha mẹ, nhưng mà cái tình thương đó, đó nó khác khi mà mình trưởng thành. Rồi khi mà mình trưởng thành rồi mình va chạm cuộc đời, rồi mình có tuổi, thì cái nhìn, cái hiểu mình về cái ân đức cha mẹ nó khác hơn. Thì cái nào nó cũng là cái hiếu hết đó. Nhưng mà mỗi cái giai đoạn như vậy đó, thì nó có cái chín chắn hơn, cái dài dặn hơn. Thì tương tự như vậy đối với các cái tầng thánh
từ từ sơ quả cho đến tứ quả đó, thì mỗi cái giai đoạn đó là vị đó đó là thấy một cách rõ ràng hơn, nhưng mà nó cũng giống nhau về cái phương diện là cái đối tượng. Dạ, thì xin trả lời anh vắn tắt như vậy. Còn cái phần này, còn mà từng cái 16 cái tuệ mà đối với 10, đối với 4 cái thần thánh quả đó, thì cái đó là có thể là trong cái lớp học chúng ta cũng sẽ học đến. Dạ, con kính tri ân sư và con cảm ơn chị Nhung ạ. Dạ, con xin xuống bích tận giường cho người khác. Xà thú. Dạ, thân mời đạo hữu Chia Pát lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ. Dạ, kính tri cảm ơn chị ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ. Dạ, thưa sư, con có câu hỏi là cái người mà sơ đạo sơ quả con đọc là tối đa trở lại cõi dục giới là 7 lần. Dạ, con có thắc mắc là những người này họ có trở lại những cõi khác không anh sư? Mà nếu những cõi khác bao nhiêu lần à? Dạ, cái cõi khác đó thì bất định được không? Yeah. Tức là tối đa nó là tính là cái cõi dục thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Bởi vì có những cái trường hợp của những vị thánh A-la-hàm ấy là giống như là trường hợp ở vua trời Đế Thích. Thì trong kinh nói rằng là vua trời Đế Thích này ngài sẽ sanh tuần tự đến cái năm cái cõi tịnh cư, tức là cái cõi dành cho vị thánh A-la-hàm đó, thì các ngài sanh tuần tự năm cõi tịnh cư. Do vậy khi mà nói về cái mà không có tái sanh quá 7 lần đó là chỉ tính cái cõi dục thôi. Dạ. Con hiểu. Dạ. Con có câu thứ hai là con thấy là trong cái tâm na cảnh á, thì mình chỉ là những cái tâm đại quả, rồi hai tâm quan sát thọ xả và một quan sát thọ hỷ. Thì là chỉ có trong cõi dục giới mới có tâm na cảnh hả? À, dạ phải. Cái tâm na cảnh á, tức là chỉ có sanh ở trong cái lộ ngủ thôi, chứ còn lộ ý không có na cảnh. Dạ. Dạ, còn cái tâm quan sát thọ, hai tâm quan sát thọ xả thì làm việc tử tục sinh, nhưng mà cái tâm quan sát thọ hỷ thì nó lại không làm việc đó rồi. Dạ, sao nó cũng... dạ. Tại lý do đó là được giải thích rằng là do vì các cái tâm quan sát đó là đi tục sinh ở trong một cái cảnh giới thấp, cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện thì sanh về cái cõi khổ. Còn cái tâm quan sát thọ xả quả thiện thì sanh làm cái cõi vui, nhưng mà đó là cái cõi vui mà cái cõi thấp nhất, cụ thể là chỉ có cõi nhân loại và cõi tứ đại thiên vương. Và cái tâm quan sát thọ xả quả thiện cũng cho chúng sinh sanh vào các cái loài thấp kém nhất ở trong các cái loài đó. Chẳng hạn giống như là tuy rằng được sanh làm người đó thì cũng là những người thiểu năng vân vân, chứ không phải là một người bình thường, còn một con người giống như là bao nhiêu chúng sinh khác. Chính vì cái tâm mà làm cái việc tục sinh trong những cái điều kiện đó thì nó không có cái điều kiện tốt để cho cái tâm thọ hỷ, bởi vì những cái đối đó là đối tượng nó không vui. Dạ, cảm ơn sư ạ. Dạ, con có một câu này bên ngoài là nó không phải trong bài, nhưng mà tại vì có người đó thì họ mới rủ con là có người bạn mình bị bệnh ung thư, bây giờ mình cúng dường tượng Phật rồi mình ghi tên để cầu cho người đó hết bệnh, thì con thấy cái đó thì con không dám nói, tại vì thấy nó cũng là một việc thiện, nhưng mà con nghĩ một cái khía cạnh khác là ví dụ mình cúng dường tượng Phật để cầu cho qua bệnh thì nó có nằm trong tài ký không mà sư? Nó không đúng cô. Yeah. Bởi vì cái nhân quả đó thì nó phải có cái thời gian của nó. Thì cái chuyện mà cúng dường tượng Phật á, đó là cái việc phước. Còn cái chuyện họ nghĩ rằng là cúng dường tượng Phật á, mà để quả tịnh là cái suy nghĩ nó không đúng. Chẳng qua nó là mình gọi cái tà kiến á, thì nó cũng hơi nặng. Tại vì những cái chuyện đó nó cũng chưa đủ để làm gọi là cái chủ kiến của họ, nhưng mà cái việc đó nó không đúng. Bởi vậy mà
sau cái phần này đó thì tôi sẽ cố gắng để dạy thêm cái phần hướng dẫn các vị về thêm cái phần cái giáo lý nghiệp báo nữa đó. Tạm thời chúng ta hiểu rằng là nó giống như là mình đang bị đói, rồi mình nghĩ rằng mình bị đói rồi mình tìm cái cây nào đó mình gieo trồng để chiều nay mình no. Nhưng mà thật ra thì ví dụ giống như là buổi trưa mình bị đói rồi mình dùng những cái hạt lúa mình gieo để chiều mình có gạo ăn, thì cái thời gian nó không đủ để cho lúa nó trở thành cây lúa mới. Thì tương tự như vậy đó, thì ngay cả trong trường hợp khi mà Đức Phật này còn đại thế thì có những việc đó, nó có hiện báo nghiệp, và có những việc đó, nó không có, những cái thiện tâm nó không có đủ cái hiện báo nghiệp. Thành ra về cái tín ngưỡng dân gian đó, thì họ có cái khuynh hướng như vậy, đúng không? Như là nhà gặp khổ thì vô chùa thì cúng dường, nghĩ rằng để mà qua cái nạn đó. Rồi nếu mà may mắn thì họ qua cái nạn đó, họ nghĩ rằng cái chùa đó nó linh, thì càng lúc thì họ càng tin. Nhưng mà thật ra nó không có đúng. Giống như là buổi sáng đi chùa, buổi chiều trúng số, thì cái nếu mà ở buổi sáng mà họ có làm được cái công đức nào đó thì công đức đó nó cũng không đủ để cho buổi chiều mà nó đổ quả. Mà cái việc mà trúng buổi chiều, trúng số buổi chiều đó là một cái phước khác nữa. Nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng là hãy mình đang gặp nạn thì mình làm phước, nhưng mà thật ra thì nó không đúng thôi. Dạ. Vậy thì mình có thể hiểu là mình làm tức là bằng cái tác ý, giống như cái chitana nào tốt thì cứ làm phước này tốt thôi. Còn cái quả của nó trổ chừng nào thì mình vô chừng, mình không có biết được. Nó cũng giống như là mình học về cách giữ gìn sức khỏe, thì cái gì mình nó hại đó thì mình tránh, còn cái nào lợi đó thì mình ăn. Còn cái chuyện mà cái quả nó trổ thì nó phải có cái thời gian của nó. Chứ còn bây giờ là mình bị bệnh gan rồi mình nghĩ rằng là thích ăn nào nó tốt cho gan mình ăn liền, khi nó không có kịp, nó không có quả, thậm chí là nó vô hiệu nếu mà cái bệnh mình nó nặng. Dạ, mình cũng hiểu cái là con ý của con là mình hiểu cái tác ý mình làm tốt, giống như thí dụ như là mình có tác ý là mình cúng dường cho Đức Phật thì mình đặt cơm, dạ, khi đó có công đức cơm trên tượng Phật, dạ, thì nó cũng giống, người ta nói là nó cũng giống như mình cúng khi Đức Phật còn tại thế như vậy con. Dạ, nếu cái tâm mình mạnh con, dạ, thì giống như Đức Phật. Dạ, con hiểu mà, dạ. Con kính ơn sư ạ. Dạ. 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 Xa thú với các câu hỏi của các bạn. Dạ, thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu Trích Tá. Yeah. Dạ, bạch sư, trong trường hợp người bệnh bị coma là không còn tỉnh táo, hôn mê, dùng ống oxy thở. Yeah. Chư tăng đến tụng kinh, họ có nghe lời kinh tụng được không sư? Dạ, đó là câu hỏi của đạo hữu Trích Tá. Cái này á, các vị biết đó là những cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạy á, là ngài dạy cho hai trường hợp. Nếu mà chính bản thân người bệnh đó là những người đó là họ còn cái ý thức tỉnh táo. Còn cái trường hợp thứ hai đó là khi mà chúng ta tụng kinh khi người mất á, hay là người đang bệnh á, thì không phải chính cho đương sự đó mà cho những người thân đó. Ví dụ giống như là có những cái nội dung bài kinh ấy, mà Đức Phật ngài dạy đó là để không phải cho chính bản thân người chết mà cho chính bản thân của những người thân đó, họ nghe những cái bài đó mà họ hiểu ra rồi họ bớt cái khổ. Do vậy là khi một người mà bị hôn mê ấy, là họ tỉnh chư tăng đến ấy, là phần lớn họ nghĩ rằng là nhờ cái quy lực của kinh mà trợ giúp cho những người mà họ mạnh chung á, là họ được thiên. Thật ra thì nếu mà họ hôn mê nó thì hoàn toàn những cái lời kinh nó vô tác dụng. Mà chỉ chẳng qua như thế này là do vì một người hôn mê á, họ có hôn mê như thế nào đi nữa thì trước khi mà cái tâm tử sanh lên nó cũng phải diễn ra một cái giai đoạn gọi là cái lộ cận tử, giống như là các vị hay hỏi đó. Thì cái lộ cận tử này rất có thể là người đó do vì nghe cái tiếng kinh mà bị tác động, và nếu nhờ một cái thiện tâm xa xưa nào đó khi họ nghe cái lời kinh đó, thì họ hướng thiện
thì chúng ta chỉ có một cái hy vọng nhỏ nhoi như vậy thôi. Chứ còn nếu một người hôn mê mà họ hoàn toàn họ không có nghe được cái lời kinh đó thì nó không có tác dụng gì. Nó chỉ có tác dụng thứ hai, đó là những người thân của họ, do vì hiểu mỗi người sinh ra đời đó thì đều phải đi theo cái nghiệp của mình, và tất cả những gì mà hiện hữu á, thì nó cũng nằm ở trong cái quy luật của pháp hành, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì những người thân của họ đó là bớt cái đau lòng. Thì về phương diện cho người thân của họ, tức là những người còn khỏe mạnh thì được. Còn về cái phương diện mà chính bản thân của người đang bệnh đó, thì nó chỉ có một cái nhỏ nhoi là trong suốt cái khoảng thời gian mà người bị hôn mê đó thì mình không có biết rằng là trong cái tâm tưởng của họ suy nghĩ cái gì. Chẳng hạn giống như là Trang, trong lúc có những người họ đang ngủ như vậy, nhưng mà khi mà họ có cái tác động ở bên ngoài, giống như họ khát nước, thì họ tự nhiên họ nằm chi bao, họ thấy rằng là họ đang đi tìm nước, ví dụ như vậy. Là mặc dù là trong lúc ngủ, nhưng mà cái cảnh tượng mạnh mẽ nó vẫn có thể nó tác động vào tâm trí. Thì chính cái điều đó mà những người Phật tử có học Phật Pháp, thì khi đó họ vẫn hy vọng rằng là bằng cái lời kinh của Chư Tăng mà người thân của mình dù trong lúc đang hôn mê, nó vẫn có những cái hình ảnh giống như là trường hợp của những người nằm chiêm bao, và nhờ vậy nó tác động về cái lộ cận tử cho người thân của mình, thì điều đó nó đúng. Còn mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng là bằng cái sự linh ứng của kinh kệ mà giúp cho những người hôn mê mà họ có thể họ sanh thiên, thì nó điều đó nó không phải. Dạ, thì sư xin trả lời như vậy. Dạ, sa thố. Dạ thưa sư, hiện con không còn thấy bàn tay giơ lên và cũng không có câu hỏi trên khung chat nữa ạ. Dạ. Nếu mà không có các vị không có câu hỏi đó, thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Thì ở trong tuần dạ, sau. Dạ thưa sư, Dạ. Con xin sám hối ạ. Con xin ngắt lời, con sám hối vì ngắt lời sư. Dạ có bàn tay của đại hữu Chi Ai Bát tiếp tục giơ tay ạ. Dạ. Con xin mời đạo hữu Chi Ai Bát. Con xin lỗi con giơ tay trễ vì con thấy không ai hỏi nữa, con xin hỏi thêm một câu hỏi. Là nếu mà những cái vật thiện mà trong một thời gian mà nó không có trổ quả được thì cái đó nó có bị vô hiện hóa không ạ? Cái thiện và thiện nghiệp và ác nghiệp luôn ạ. Dạ có những cái vô hiệu hóa mà có những cái không cô. Tại vì một cái nhân á, thì nó tạo ra nhiều quả. Ví dụ giống như là một người nào đó họ bố thí cho ai đó, hay là họ giữ giới, thì trong nhiều kiếp liền thì họ có nhận được cái quả đó. Tuy vậy đó thì có những khi thì những cái quả đó nó không có trổ được, nó nhằm cái chuyện nó bị cái chướng nghiệp, thì trong cái khoảng thời gian đó nó không trổ quả được, nhưng mà cái thời gian khác thì vẫn được. Thì ví dụ giống như là trong cái bài kinh gọi là cúng dường phân biệt kinh á, thì đối với một người mà họ bố thí cho cái loài bàn xanh, loài cầm thú á, thì họ được 100 lần công đức. Thì chúng ta tạm hiểu rằng là giống như là họ được 100 lần họ không có khổ, thì trong 100 lần đó không phải là nó có đủ, mà đôi khi vì một cái ác nghiệp nào đó, đó thì trong cái khoảng thời gian cái quả đó nó trổ đó, thì lại nó bị một cái ác nghiệp nào đó nó chặn. Tuy vậy đó thì các cái lần sau nó vẫn có thể nó tiếp tục. Trong trường hợp thứ hai là cái quả đó nó chỉ đủ khả năng trổ trong cái thời điểm đó thôi, chứ nó không có thời điểm khác. Thì nếu mà nó không có trổ được thì nó sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Và như vậy mình hiểu hai trường hợp. Dạ, con kính chư ân sư ạ. Cảm ơn chị Hồng dạ. Nhung. Dạ. Sa thú. Dạ, mời đạo hữu Tuyết Ngọc lên đặt câu hỏi với sư ạ. Dạ, con xin đến lễ sư, xin chào đạo tràng. Tại vì con không có thấy ai hỏi nên con xin hỏi, mà câu hỏi này không nằm ở trong bài học nha thưa sư. Cho con hỏi dạ. Về thọ bát sư. Dạ thưa dạ. Sư, theo con được biết á, là thọ dạ. Bát á, thì không quá 12 giờ, đúng không sư?
Dạ, bất luận lúc nào cũng được con, chứ không phải là có quy định như vậy. Dạ, vậy là con hiểu sai về vấn đề thọ bát, và các bạn con cũng hiểu là không quá 12 giờ. Nhưng mà trong một buổi học giáo lý vừa rồi của một vị sư á, thì vị sư đó dạy như thế này, là không nhất thiết phải quá 12 giờ. Ví dụ như là mình bị công việc gì đó thì mình có thể ăn 6 giờ, ăn sau cái 12 giờ. Vì vì Đức Phật dạy rằng khi mà mình ăn một lần á, có nghĩa là để mình tiết chế cái thời, con học mà con nói không được, là tiết chế cái thời gian của mình, lo cho bản thân mình để mà học. Như vậy là khi mà mình thọ bát thì mình có thể ăn sau 12 giờ được, phải không thưa sư? Cái việc mà cái việc này nó như thế này, là cô làm về cái phương diện mà mình ăn uống á, vì phạm vô của mình ngoài cái việc là mình để nuôi mạng, thì nó còn nhằm cái việc á, là mình để mình thỏa mãn cái lòng tham của mình. Ví dụ giống như là lẽ ra thì ở trong cái ngày đó nó mình thọ thực chừng đó là nó đã đủ để mình sống trong ngày, nhưng mà cái gì mà nó ngon á, thì mình vẫn thích mình ăn thêm. Thì một người thọ trì trai giới đó thì họ gìn giữ là ngoài cái việc ăn uống cho vấn đề nuôi mẹ, thì ngoài ra họ không có dùng cái việc ăn uống cho cái vấn đề hưởng thụ. Đó là cái ý chính của cái việc mà chúng ta giữ giới cái việc ăn 6 giờ. Còn cái việc mà một người thứ như là sau 12 giờ vân vân mà họ phát khởi cái thiện tâm, họ nghĩ rằng là nếu không phải vì cái nhu cầu sinh lý cần phải có để sống, mà ăn uống vì để hưởng thụ, thì ta sẽ không ăn uống như vậy, thì cái đó vẫn thành tụ giới luôn. Dạ, ý con muốn nói là cũng ăn một lần, nhưng mà vì công việc gì đó họ làm việc cho nên họ ăn sau cái 12 giờ đó sư. Tại vì cái trong cái bài học giáo lý của con học á, thì cái vị thầy, vị sư dạy á, là nếu mà sau 12 giờ mà mình không ăn rồi mình lại nhịn cho tới ngày hôm sau thì có sức khỏe đâu để mà học tập, để mà làm việc. Cho nên giảng là ăn một buổi có nghĩa là để mình tiết chế cái thời gian mình lo cho sự tu học, chứ không phải là ăn 12 giờ là ăn thêm nữa. Ý con là vậy đó sư. À, theo cái tinh thần á, thì như vậy. Dạ, theo tinh thần thì như vậy. Nhưng mà theo cái luật định á, thì khác. Là do vì Đức Phật Ngài phải ấn định cái thời gian. Bởi vì ví dụ giống như chư Tăng ở trong chùa đó, tuy rằng mỗi ngày á, là ăn một bữa đi, nhưng mà có bị á, thì ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều vân vân á, thì nó như vậy nó là một cái việc xáo trộn. Thứ hai nữa là do vì khi mà Đức Phật Ngài quy định cái học giới đó, đó thì Ngài có cho cái khoảng thời gian chư Tăng được thọ dụng, tức là từ khi mà buổi sáng mà đủ để thấy cái chỉ trên bàn tay, và cho đến cái buổi trưa khi là mặt trời đứng bóng, thì đó là cái thời gian Đức Phật Ngài cho phép chư Tăng thọ dụng. Thì do đó là có những cái vấn đề đó là do cái luật định, và đã là luật định rồi đó thì chúng ta phải theo cái luật định đó thôi. Ví dụ giống như là trong công ty đó, thì tuy rằng là chúng ta có thể là mình có nói rằng là mình làm việc làm sao đủ 8 giờ đồng hồ thôi là đã đủ, nhưng mà cái 8 giờ đồng hồ đó nó cũng phải được quy định theo giờ giấc của công ty, tức là phải buổi sáng là phải bắt đầu từ 8 giờ, chứ mình không có nói thể nào nói là hôm nay tôi mệt tôi ngủ tới 10 giờ rồi tôi về tôi đi làm rồi cho nên tôi về tôi sẽ làm trễ, miễn sao tôi đủ 8 giờ đó. Khi mình không có được như vậy là do vì tuy rằng là đủ 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà 8 tiếng đồng hồ đó nó phải nằm ở trong cái khung giờ nào nữa. Thì trở lại thì sư chỉ nói rằng theo cái luật định của các vị của các vị tỳ kheo của chư Tăng đó thì được tính giờ như vậy. Còn tất nhiên là cái ý cô nói mà cô học từ một vị nào đó, thì chính sư thì sư cũng xem đó là một cái tinh thần của việc giữ giới là như vậy. Nhưng mà ngoài ra là mình phải hiểu thêm rằng là nó có những cái gọi là cái quy ước của một cái cộng đồng, chứ không phải mình sống có một mình. Ví dụ giống như là mình sống ở một mình á,
thì mình nói rằng là tôi có thể là tôi giờ nào tôi ngồi thiền cũng được, giờ nào tôi tụng kinh cũng được, vân vân. Nhưng mà đã khi mà đã có một cái cộng đồng rồi đó thì chúng ta phải có một cái đồng bộ với nhau, tức là giờ nào là thọ thực thì giờ nào đó là tu thiền, giờ nào mà chúng ta vệ sinh cá nhân riêng, chứ là mỗi người một giờ thì có lâu được đó. Không lẽ là ở chùa buổi trưa buổi sáng mà có vị đó thì dùng 8 giờ, có vị 10 giờ, có vị 12 giờ thì nó cũng không có đồng bộ. Do vậy về cái phương diện mà sống ở trong một cái đoàn thể tăng già đó thì Đức Phật này có những cái quy định cái thời gian cụ thể như vậy, thì cái đó là cái câu tôi có thể tôi chia sẻ với cô. Dạ dạ, con xin sư từ bi cho con hỏi câu thứ hai nữa sư. Là dạ, theo con được biết á, là tâm tham với tâm sân á, thì dạ, tham á có tham chăn đá và tham ra giá, là tham nhẹ với tham mạnh, con hiểu như vậy đó sư. Dạ, rồi như là sân là đô xá với sân bắt cái giá là như con hiểu là sân nhẹ với sân mạnh, thì có dạ, một cái quy ước nào để cho mình biết là cái nào là tham chăn đá mà cái nào là tham ra giá không sư? Tham nhẹ tham mạnh đó sư. À, cô thấy rằng là cái tham á, nếu mà mình nói cái cường độ á thì nó tùy theo mình chia nhẹ và mạnh đó, thì nó chỉ có hai, nhưng mà trên thực tế đó thì đôi khi mình chia ra nó đến cả trăm chứ không phải là chỉ có hai. Thì cái đó là cũng theo mình, cái đó cũng theo mình cái quy ước thôi cô. Nhưng mà ở trong kinh thường thường là cái tham nào mà từ cái tham đó nó đủ để mà dẫn cho mình hành động á, thì tham đó được kể là cái tham nặng. Thí dụ giống như là mình cũng có cái lòng tham, nhưng mà cái tham đó nó chỉ ở trong cái tâm của mình thôi, thì nó chưa có bằng là mình cụ thể hóa cái lòng tham đó bằng cái thân hay cái khẩu. Hay là giống như là mình có giận ai đó, nhưng mà nó cũng chỉ còn ở trong cái tư tưởng thôi, chứ nó chưa có cụ thể hóa bằng cái hành động, giống như mình đánh đập hay mình chửi bới. Thì khi mà nó cụ thể thành cái hành động đó, thì được gọi là cái nặng theo cái cách diễn đạt của cô. Tuy vậy nó có những cái phiền não mà dù là ở trong tâm tưởng của mình nhưng mà nó vẫn là nặng. Cho nên là để mà nói nặng hay nhẹ đó là cái cường độ của cái tâm thức mãnh liệt, và cái tâm đó nó có nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là ví dụ như là nói về tham thì nó phải có cái yếu tố là hợp tà và vô trợ. Còn nói về sân á, thì nó còn phải có yếu tố vô trợ. Bên cạnh đó nó còn có những cái yếu tố khác là cái đối tượng. Ví dụ giống như là một người mà sân hận với một vị thánh nhân á, thì cái quả nó khác với một người mà sân hận với những cái công chuyện lặt vặt ở bên ngoài. Thì nó mặc dù mình thấy rằng là cái tâm sân á, thì nó cái cường độ nó giống nhau như vậy đó, nhưng mà cái về phương diện nghiệp báo á, ngoài cái tâm của mình ra nó còn ảnh hưởng cái đối tượng nữa. Cho nên cái nặng nhẹ đây mình cũng khó nói thưa cô. Dạ dạ dạ, vậy giờ con nói lại là khi mà tham mà nằm ở trong tâm mình á, dạ, thì nó nhẹ hơn là tham mà mình thể hiện qua hành động, phải không sư? Dạ, nó chỉ đúng một số trường hợp thôi cô, chứ còn có những cái trường hợp mà nó chỉ thuần về cái ý môn mà nó vẫn mạnh hơn. Thì do vậy là nếu mà nó chỉ có ở trong cái tâm mình mà nó không có cụ thể qua cái thân và khẩu ý thì nó dễ nói rồi. Nhưng mà do vì nó có những cái trường hợp chỉ có trong tâm tưởng của mình thôi, nó cũng đủ là nó mạnh hơn là qua cái thân hành động. Bởi cụ thể sau này chúng ta học về cái lộ trình tâm á, thì những cái lộ ý môn á, như là cái lộ thiền hay là lộ chứng thiền hay đạo quả á, thì hoàn toàn chỉ có tâm mình thôi, nó không có biểu lộ qua cái thân và khẩu. Nhưng mà nó vẫn là những cái dòng tâm thức mạnh mẽ. Cho nên khi hồi nãy tôi nói với cô đó, thì tôi nói rằng là đó là một số cái phiền não. Ví dụ giống như là một người đều có lòng tham của người khác hết, nhưng mà có một người đó, họ thấy cái đồ quý của người khác họ cũng ham, nhưng mà cái ham đó họ không đủ để họ hành động trộm cắp, thì cái tham đó nó nhẹ hơn, và cái người kia được biểu lộ qua cái thân hành động.
Nhưng mà một số trường hợp khác á, thì tuy rằng là không có biểu lộ qua thân khẩu thì nó vẫn là nặng, cho nên cái việc này cũng tương đối là hơi khó nói. Dạ, có dạ. Thương. À. Dạ thưa sư, hiện trên khung chat đã không còn câu hỏi và cũng không có bàn tay giơ lên nữa ạ. Dạ. Thì nếu mà các vị không còn câu hỏi đó thì chúng ta kết thúc ở đây. Thì nếu mà trong các cái ngày dạy học tôi thấy rằng là các vị Phật tử có nhu cầu để hỏi đó, thì chủ nhật tuần sau đó thì chúng ta vẫn tiếp tục mở cái lớp học. Còn trong trường hợp mà các vị không có hỏi đó thì chúng ta không có mở, thì cái chuyện mở này thì chúng ta không có thường xuyên, mà tôi chỉ theo dõi thì cái việc học của các vị, khi nào cần thì chúng ta mở. Và bây giờ thì kết thúc ở đây để chúc các vị an vui. Kính chi ân sư ạ. Dạ, chúc các vị an vui.